Việt xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh, những căn nhà triệu triệu đô. Hôm nay Việt đang ở Vinhome Riverside gửi tới quý vị và các bạn. Những hình ảnh, những căn nhà khu trong khu nhà giàu quý vị và các bạn. Rất đẹp. Quý vị và các bạn lần đầu từ kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Quý vị và các bạn nhấn vào chuông và quý vị chọn bấm rung chuông khi Việt xuất bản video về không khí mùa xuân tại thủ đô Hà Nội. Quý vị là người đầu tiên nhận được hình ảnh trong khu nhà giàu Vinhome Riverside. Những căn nhà này toàn trên triệu đô hết quý vị và các bạn. Đường rất rộng. Đường Việt thấy 3 làn xe. Rộng của 3 làn xe nhưng mà có 2 làn thôi. Cái nhà cách nhà thì Việt thấy là những cái hồ rất lớn. Vườn cây rất là rộng quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vào trong này thì đều phải đi qua các chú bảo vệ. Đấy. Vào đây có việc gì, vào nhà ai. Căn nhà rất đẹp. Kiến trúc Việt thấy toàn theo kiểu châu Âu. Hoa nhỏ nhỏ để cho trẻ con chơi. Bên này là sân tennis. Nhà đây xây theo đúng phong cách của châu Âu quý vị và các bạn. Ô tô để ngoài đường ngay cạnh khu căn hộ. Bơi nhỏ nhỏ. Để cho các cháu sinh hoạt.
những hình ảnh này là nó hơi rung một chút, quý vị và các bạn thông cảm, bởi vì hôm nay thủ đô Hà Nội đang là mưa và Việt không dùng gimbal, bây giờ dùng gimbal thì sẽ hỏng hết. Căn nhà triệu đô, rẻ nhất cũng phải 1,5 triệu quý vị và các bạn. Đây Việt thấy đường có tên là đường Hoa Hồng, ở giữa là những cây hoa hồng. Và bên này là bên này là một dòng sông, như cạnh dòng sông là một là những ngôi nhà, quý vị và các bạn, là những căn biệt thự rất đẹp. Căn nhà ở đây được thấy xây như là trồng tiểu cảnh, nhìn rất đẹp quý vị và các bạn. Nhiều gia đình toàn về mua hẳn con thiên nga và đặt ở đây nữa, thỉnh thoảng đi đạp vịt quý vị và các bạn. Không khí ở đây thì tuyệt vời. Vinhome Riverside, xứ sở thanh bình, đó là slogan của khu Vinhome. Và đây ở bên ngoài thì đang ở tuyến phố Trần Danh Tuyên. Đường Việt thấy cũng rất rộng, 3 làn xe quý vị và các bạn. Ở ngoài đường lớn thì Việt thấy được quây bằng những tấm rào chắn kết hợp trồng với những cây xoài rất là to. Đây là cổng vào Vinhome Riverside. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Việt đi tham quan khu nhà giàu tại Vinhome Riverside, những căn nhà triệu đô quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tới của Việt. Mưa quá nên là ống kính camera cũng bị mờ rồi. Việt sẽ dừng clip.